Thưa quý vị, với vai trò riêng của mình, hệ thống truyền thanh cơ sở vẫn phát huy tốt vai trò là một kênh thông tin quan trọng và là cánh tay nối dài của Đảng, chính quyền với nhân dân. Nhận rõ vị thế ấy, những năm qua, Đài truyền thanh xã Bình Đức, huyện Bến Lức luôn không ngừng đổi mới để tiếp tục đón nhận sự yêu mến của thính giả. Hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chương trình có ghi nhận về hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hiện đài xã Bình Đức có 10 cụm thu, 38 loa phủ sóng 90% địa bàn dân cư và các thiết bị phụ trợ khác. Thông qua số điện thoại, đường dây nóng và trang Facebook xã Bình Đức Mãi Xanh, cán bộ đài truyền thanh xã Bình Đức sẽ tiếp nhận thắc mắc của người dân để tổng hợp và gửi đến các cơ quan chuyên môn. Sau khi có kết quả trả lời bằng văn bản, cán bộ đài truyền thanh xã Bình Đức phát thanh trả lời người dân trên sóng mỗi ngày, đồng thời đăng tải các câu trả lời trực tiếp lên trang Facebook Bình Đức Mãi Xanh để người dân biết và thực hiện. Theo tôi thấy cái chương trình Bình Đức Mãi Xanh này thì nó rất là và tiện lợi cho dân ở xã. Như bây giờ công nghệ thông tin thì mỗi nhà mà có điện thoại, thì Bình Đức Mãi Xanh có một cái Facebook chương trình Bình Đức Mãi Xanh thì thấy rất là có lợi cho dân. Có muốn thắc mắc cái gì và cái chương trình gì đó thì có thể bấm điện thoại nhắn lên thì ở xã sẽ trả lời cho mình trực tiếp ở trên điện thoại. Để nâng cao chất lượng hoạt động, tạo sự lan tỏa các thông tin đến người dân, Ủy ban Nhân dân xã Bình Đức từng bước đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh của xã. Hàng năm đều dành kinh phí sửa chữa, mua sắm, bổ sung thêm các trang thiết bị truyền thanh để phục vụ công tác tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời quan tâm chi trả chế độ thù lao, nhuận bút cho cán bộ đài xã để họ yên tâm làm việc. Ủy ban Nhân xã cũng chỉ đạo cho chỗ cán bộ đài truyền thanh xây dựng kế hoạch cụ thể, kiểm tra lại các cái hệ thống các đài các ấp, rồi xây dựng cái trụ đài mới ở ấp 6 cũng như là một cái đài ở ấp 1 nhằm để cho cái người dân là nghe được các cái thông tin về cái tuyên truyền là các cái chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước. Với hiệu quả việc đổi mới về nội dung thông tin tuyên truyền, tin rằng trong thời gian tới, hệ thống đài truyền thanh cơ sở ở huyện Bến Lức sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, đặc biệt là người dân ở những vùng còn khó khăn của địa phương.